lên hàng các bạn ơi, cuối cùng cũng lên rồi, lên rồi, ngon lành ngon lành ngon lành cành đào. Nhưng rất tiếc lộn hàng các bạn ơi, lộn hàng. Một cảnh tượng thật khủng khiếp các bạn ơi, hàng triệu, hàng ngàn, hàng tỷ, hàng vạn con cá đang lộn. Đang có mặt tại cái khu mà hôm trước mình đánh nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục đánh ở cái khu này và mình xem nó sẽ như thế nào. Thì hôm nay mình tiếp tục săn cái con hôm trước mà nó kéo dây của mình đứt, không biết đó là con gì, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục đánh để tìm ra nó và chia sẻ cho các bạn. Thì bây giờ là hiện tại mình mới vừa đến thôi, thì bây giờ mình sẽ ra cần và tiến hành câu luôn, rồi sau đó chia sẻ cho các bạn. Rồi bây giờ mình ra cần nha các bạn. Sử dụng dù, không sử dụng cước. Hôm trước có dùng đứt nên mình sử dụng dù nữa, không sử dụng cước nữa nha các bạn, cho chắc ăn nha. Hôm nay mình tiếp tục đánh cái địa điểm hôm trước mình xảy nha các bạn. Hôm trước mình buổi chiều mình đánh tại cái địa điểm này, xảy một cái con khủng lắm, nó lôi đứt cước của mình. Là hôm trước mình chia sẻ các bạn, thì về nhà ức lắm các bạn, tức và đợi chờ cho đến ngày hôm nay cuối tuần. Cho nên là hôm nay mình tiếp tục đánh lại cái địa điểm này và tìm kiếm nó, mong là hôm nay sẽ kiếm được nó và chia sẻ cho các bạn xem nó là cái con quái vật gì hay là con gì ở phía dưới mà nó ghê đến như thế. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành câu và chia sẻ cho các bạn xem nó như thế nào, mong là nó sẽ cắn vô lưỡi của mình, chứ đừng để là hôm nay mà nó đi trốn mà cuối cùng mình bị lèo rồi đi về đây một sự thất bại trầm trọng. Và hôm nay mình sẽ cố gắng để truy lùng nó. Và bây giờ mình câu luôn nha các bạn. Nãy giờ mình tích cực quay tay lắm rồi ơi, mà hàng đâu thì không thấy, mà thấy mỗi tay quá. Chắc dần chỉ dễ lao xíu rồi ơi, chỉ dễ lao cho khỏe. Trời ơi, đây là một cảnh tượng khủng khiếp các bạn ơi, mình không thể tưởng tượng nổi. Các bạn nhìn phía dưới của cái dòng nước à, đây là cái dòng nước đổ ra cửa biển các bạn. Đây là hiện tại mình đang câu, đây là đang ở cửa biển. Thì các bạn xem một cái hình tượng mình không thể tưởng tượng nổi luôn, khủng khiếp. Tất cả ở đây đều là cửa biển nha các bạn, ở đây toàn bộ là cá biển hết nha các bạn. Trời trời, hôm nay gì trời, khủng khiếp bạn ơi. Cái này mà như ở Việt Nam chắc mỗi ngày mình ra mình bắt con một vô mình ăn, chắc mình ăn trong vòng chắc vài chục năm cũng không hết quá. Khủng khiếp các bạn ơi, quá trớn luôn. Đây mình quay cái cảnh câu để các bạn nói mình đây là sông hồ nuôi gì. Mình là tiếp tục làm thử vài phát nữa, cây có khủng long luôn nha các bạn ơi, làm cho nóng người, ngồi lạnh quá các bạn ơi, quá trớn lạnh, làm cho nóng này. Mong là có khủng long mới được. Thì đây là cửa biển nha các bạn, thật sự đây là đúng là cửa biển luôn á. Thì phía sau của cây cầu phía dưới đây xíu nữa tầm 100m là biển lớn luôn á. Là mình hay đánh câu ISO ở phía dưới, mình hay quay cho bạn xem là ở phía dưới á, đây là cửa biển đổ ra. Thì hôm nay khủng khiếp bạn ơi, cá nhiều quá mà hôm nay câu cho không có khủng long nữa, chán chứ nhờ. Mình cố gắng quay thử vài phát nữa xem thế nào. Lên rồi các bạn ơi, lên 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 lên
lên hàng dính rồi, dính rồi ơi, cần công vút luôn rồi, dính rồi lò mạnh lắm các bạn ơi, mạnh lắm. Biết con gì đây, phải hàng không ngon lành này, ngon rồi. Con gì mạnh quá các bạn ơi. Nhầm lẫn các bạn ơi, con cá đối biển các bạn ơi, lên con cá đối biển cả ký các bạn ơi. Trời ơi, bên ngoài làm gì mới nhảy ghê thôi. Ôi trời, có con gì dưới gì á, hôm nay làm gì ngày hội ngày lễ gì của nó ơi, nhảy quá trời nhảy luôn, hôm nay như ngày lễ ngày hội của cá thôi, nhảy khủng khiếp trời. Ở Việt Nam mình chắc mấy cái cảnh này chắc vô phương có rồi, bây giờ mùa này ở Việt Nam thì chắc là chịu, mình chịu luôn, ghê quá. Giải lao tập 2 bạn ơi, quay cảnh ngoài trời sông nước biển nước cho bạn xem xíu, quay cảnh chim bay nha, giờ câu cũng có cá quay chim nha các bạn, chớn chim bay ghê quá đẹp bạn ơi, giờ không cá quay chim đi, giải lao xíu rồi mình tiếp tục chiến nha các bạn, chim bay chim lượn ghê không. Tiếp tục săn khủng long các bạn, giờ nghỉ giải lao tập 2 kết thúc, giờ tiếp tục nha, con là khủng long lên nha, định tiến dụng cá đi ông nội núp hoài. Nay đúng ngày hội ngày lễ của cá rồi, quá trớn rồi, giờ nó nhảy mình chịu hết nổ, chắc mình chạy anh bờ luôn á, nay đúng là ngày lễ của nó, nhảy ghê quá. Rồi tiếp tục lên hàng các bạn ơi, lên này cuối cùng cũng lên nè các bạn ơi, không biết con gì đây, ngon rồi, cần công các bạn ơi, công vút rồi, khỏe lắm, lôi cần công hết rồi, khỏe lắm các bạn ơi. Mong là hàng mình đang săn nha, chứ không phải mấy con cá đối biển nha. Nhầm lẫn nữa các bạn ơi, lại con cá đối nữa các bạn ơi, hôm nay cá đối lắm thế nhờ, lên toàn cá đối không, trời lông đâu thấy toàn lên gì đó không, chán thì chứ. Lên nữa các bạn ơi, tiếp tục lên nữa rồi, lên lần 3 nha, tao nói nhức quá tam mà lần này mà lên cá đối nữa nghỉ về luôn á các bạn, lên này, mong là hàng để chia sẻ cho các bạn, lên được con khủng long ra hay là cái con nhỏ cũng được, hàng là được. Trời ơi, lên con cá đối nữa các bạn ơi, hôm nay lắm cá đối chứ nhờ, chán thiệt chứ. Ơi.
Trời nó nhảy ghê quá ơi. Hôm nay cá ở cửa biển quá trớn rồi, quá trời luôn. Thôi mình chạy mình đi luôn ơi. Quá trời. Cũng quá trời quá đất. Rồi phát hiện bầy vịt trời ngon quá các bạn ơi. Đây là tất cả đều là vịt tự nhiên nha các bạn. Không ai nuôi chăm sóc nha. Ngộ lắm, vịt trời này bay như chim luôn. Ngộ ghê vậy. Bạn thấy nó vậy thôi chứ thực sự bạn xuống là nó bay như con chim luôn. Không khác gì đâu. Khó bắt lắm nha các bạn. Cái này mà ước gì bắt được con đem về kho gừng ấy, ăn ấm ấm lòng cái ăn nhờ. Ngon đấy. Thôi lên nữa các bạn. Tiếp tục là lên hàng các bạn ơi. To lắm, con này to lắm. Biết hàng hay cá đấu nữa đây. To lắm. Cần con vuốt luôn. To to, con này to các bạn ơi. Nhưng không bằng cái con khủng long hôm trước nó kéo mình đâu. Mấy con này chắc mình nghĩ nếu hàng cũng chỉ là loại đơn giản thôi, nhỏ thôi. Tầm cân hay cân là cùng. To lắm rồi. Lô quá trời. Lô quá. Lên luôn coi. Rồi sảy thôi. Sảy luôn rồi. To lắm. To nhưng con này chắc cũng đổ tầm ký hay ký rồi. Thiếu hàng chắc cũng nhỏ. Sảy. Này cái quá còn sảy dính cá đối không. Tiếp tục lên nữa bạn ơi. Lên nữa rồi. Lên nhiều nha. To. Này còng quá các bạn ơi. Rồi đứt luôn các bạn ơi. Trời ơi hôm nay cái gì thôi về luôn rồi. Tôi về. Đứt hết mồi. Rồi, hôm nay đi mình mấy con mồi. Hôm về luôn rồi. Đấy. Thì hôm nay giờ cũng chiều. Rồi về luôn rồi. Thu dụng cụ không về luôn rồi. Thất bại. Thì buổi đi câu của mình đến đây kết thúc nha các bạn. Thì kết quả được hai con, trong đó hai cá đối biển, chứ còn cái hàng mà mình săn thì nó không có dính nha các bạn. Thì bây giờ mình về trưa rồi, chuẩn bị cho ngày mai đi làm nữa. Thì nếu các bạn thấy hay nhớ like, chia sẻ và đăng ký giúp mình nha. Bye bye và chào, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Hứa hẹn những điều hấp dẫn hơn sẽ chia sẻ các bạn những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.